Hi, rất vui được gặp lại anh chị và các bạn trong chuyên mục review đàn của Thân Nguyễn Guitar. Đầu clip thì anh chị và các bạn vừa được nghe Thân review qua về một đoạn âm thanh của một cây đàn guitar acoustic Việt Nam. Và trong clip hôm nay thì Thân sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn một cây đàn guitar trong tầm giá dưới 10 triệu đồng nhưng chất lượng cực kỳ là tốt, âm thanh hay cũng như là cái cấu hình của nó rất là đẹp và khủng. Rồi, thì trên tay Thân Nguyễn đây là cây đàn guitar acoustic Việt Nam có series là OM05. Cây này là một cây custom shop của guitar Nguyễn Ngọc. Đấy. Chúng ta có thể quan sát về cây đàn này. Cây đàn này của cây guitar Nguyễn Ngọc thì nó có cái đầu cần, nó có cái logo này. Đấy. Thì đây là một cây đàn guitar custom do nghệ nhân Việt Nam gia công nhé. Về cấu hình của cây đàn này thì đây là một cây đàn guitar dáng OM full size. Dáng OM thì nhìn nó khá là thon gọn. Cái này thì sở hữu cái mặt top của nó là solid sprue. Lưng hông của nó là gỗ qua. Gỗ qua này cái vân của nó rất là đẹp. Và tổng quan cái đàn này là một cái đàn guitar full solid gỗ thịt. Về cái đàn guitar custom Nguyễn Ngọc này thì chúng ta có thể quan sát là những cái chi tiết gỗ của cái đàn này được làm rất là cẩn thận. Như là cái cần đàn này gỗ mahogany này. Ở trên cái mặt của cái lá cần là cũng là gỗ qua. Gỗ qua này thì cái vân của nó là cái vân 3D cho nên chúng ta có thể nhìn nó rất là sang. Và cái đàn này trang bị cái bộ khóa cao cấp đời dung màu bạc. Về cái phần mặt trước thì chúng ta có thể quan sát là cái lá, cái mặt trước cần cũng là được làm từ gỗ qua. Đặc trưng của gỗ qua Việt Nam và những cái cây gỗ mà vân nó tròn lọc thế này thì chúng ta có thể quan sát này. Cái vân của nó rất là đều màu và vân rất là dày. Đầu cần là một cái khảm của cái logo của hãng Phẩm Trai. Cái đàn này thì phím đàn và cầu ngửa thì được làm từ gỗ cẩm ấn. Và lược ngửa là từ xương. Dây đàn đang lắp là dây Elicer. Và action đàn là 2.5mm. Cái đồ hoàn thiện chúng ta có thể quan sát là cái mặt phím của nó là đi các cái chỉ trai rất là tinh tế. Chỉ trai ở viền thùng và viền lỗ này thì đều là chỉ trai và có ti chỉnh cong phần đàn. Phần trên bên trong thì gia công rất là sạch và có một cái tem của nhà guitar Nguyễn Ngọc. Ok, về cái chính sách bảo hành của cái đàn guitar Nguyễn Ngọc này thì bên chính sách bảo trì trọn đời và bảo hành 5 năm nên là anh chị và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng khi mà đặt mua cái đàn này. Và giá cho một cái đàn này thì nó cũng rất là thấp, trong xấp xỉ loanh quanh dưới 8 triệu thôi. Rất là đẳng cấp với một cái đàn guitar vân gỗ. Thân thì cũng ít khi mà review những cái cây đàn guitar Việt Nam mà dáng OM như thế này. Thì đây là một cái sản phẩm mới OM mà Thân muốn giới thiệu đến anh chị và các bạn mà muốn thích một cái cây mà dáng đầy đặn, âm hay cũng như là vân đẹp, cấu hình full solid mà dưới 10 triệu thì quá là tuyệt vời rồi. Rồi, sau đây thì Thân sẽ tiếp tục review về âm thanh để cho anh chị và các bạn cùng lắng nghe chi tiết hơn nhé. Về âm thanh của cây đàn này thì riêng đặc tính của gỗ qua thì âm thanh của nó rất là vang và sáng. Các cái nốt dây của nó không bị bí như là gỗ cẩm ấn mà cái tiếng của nó rất là đanh. Rất thích hợp cho chúng ta chơi finger và đệm hát, tiếng rất là sướng. Thân thử quạt cho anh chị và các bạn có thể nghe âm thanh của nó rất là trong. Đấy, âm thanh rất là trong, rất sáng và trong. Đây là đặc trưng của gỗ qua. Vang và sáng. Rồi sau đây thì Thân sẽ đánh qua một đoạn về finger để anh chị và các bạn là cùng lắng nghe nhé. Thank you.
chúng ta có thể đánh finger thì âm thanh của nó thoát rất là tiếng, và khi chúng ta đánh thì chúng ta cảm giác như là những cái tiếng chuông nó đang ngân đấy. Ok, vậy là anh chị và các bạn đã được nghe Thân review qua âm thanh cũng như là review qua cấu hình về một cái đàn guitar cất tầm của Nguyễn Ngọc. Nếu như mà anh chị yêu thích cái dòng sản phẩm này có thể đặt qua Zalo để Thân tư vấn thêm, hoặc là chúng ta có thể đặt trực tiếp tại nguyenngocmusic.com nhé. Cái đàn này thì chúng ta đặt hoàn toàn có thể yên tâm về chơi, nhưng như là trong quá trình sử dụng mà có bất kỳ cái lỗi nào thì bên shop sẽ bảo hành cho anh chị và các bạn đến 5 năm cơ. Nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về chế độ dịch vụ sau khi mà chúng ta mua sản phẩm này nhé. Rồi, clip này thì Thân xin phép dừng ở đây. Rất là cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở các clip tiếp theo nhé.